Trở về Sài Gòn chỉ sau nhiều năm, tôi nhận thấy khá nhiều thay đổi. Đường phố có thêm những lớp áo mới mẻ, cuộc sống có vẻ như thêm những màu sắc lung linh. Một người phu xe xích lô 80 tuổi trên đường phố sang trọng, ông chỉ sống về đêm vì ban ngày trong thành phố cấm xích lô lưu hành. Chiếc xích lô dông ruổi qua khắp đường phố Sài Gòn, ông già cong lưng với cuốc xe đêm. Ông đã cho chúng tôi biết. Từ đâu? Bác quê hương đâu? Quê hương ở dưới Cộng Lạc, Gò Công Đông á. Gò Công Đông hả bác? Dạ, thưa bác có con cháu gì không? Sao mà tới tuổi này bác còn đi làm? Tới có con, hai đứa con vô dụng á. Một đứa làm động cá. Rồi một đứa thì đi bị khủng hoảng viêm não, rồi không lo được cái đời sống của mình. Dạ. Giờ nó có vợ rồi, trời, cha nuôi con là con nuôi cháu, rồi nó không có lo được cho mình, khổ lắm cuộc sống. Dạ. Thằng, rồi với lỡ phần vợ chết, bây giờ vất vả, giả đình tiêu tan. Dạ. Cuộc sống bây giờ mình đi chạy luôn, chạy trong ngày nào hay ngày đó, chạy xe giờ á. Kiếm sống ra là vất vả quá. Bác làm được bao nhiêu năm rồi vậy bác? Bác đã bao nhiêu năm rồi? Tôi chạy chạy phóng tới bữa nay. Dạ. 75 á, không qua 1 tháng 4 là chạy đến bữa nay. Dạ, cho từ 34 tới nay. Dạ, rồi bác đủ sống không? Khó khăn không? Sống khó cũng không có đủ. Dạ. Thiếu thốn cầm đỡ ăn sống qua ngày thôi. Trời ơi, buồn không? Thấy cậu. Dạ. Bác 80 tuổi rồi bác còn đạp gì sức khỏe bác sao chịu nổi? Tại vì mình biết cái sức khỏe của mình chấm chừng chạy, không phải là mạnh khổ mà chạy với chừng kỳ đâu. Dạ. Đủ có 2 bánh mì. Ngày ăn 2 ổ mì không bác? Không có. Tối ăn góp lòng. Dạ. Cầm tối thôi. Dạ. Tối về ăn cơm. Dạ. Tối về phải thử mình chú già. Chú già. Dạ, bác mấy giờ bác đạp ngày bác đạp mấy giờ bác mới về? Có giờ nhiều khi chạy á, có bữa không được cách nào hết. Có bữa thì được 100 mấy 200. Có một bữa thì Sài Gòn vẫn là nơi chốn tôi sinh ra và lớn lên, vẫn là quê hương, vẫn nghĩa tình. Nhưng sao tôi vẫn muốn đi tìm một điều gì đó sau lưng lớp áo no ấm giả tạo. Tôi muốn tìm hiểu một sự thật của tình người và căn bệnh ung thư của Sài Gòn bao năm nay vẫn chưa chữa trị được. Đó là những mảnh đời về đêm, những đời sống bị vứt bỏ quên lãng, những người dân đen nghèo khó dông ruổi bám víu cuộc sống xa hoa tạm bợ. Cái tuổi đã quá tuổi lao động, ông vẫn gian nan mưu sinh hàng đêm với chiếc xích lô cũ kỹ, đôi chân già yếu khẳng khiu. Bất chấp đường xa, ông đã cho tôi biết về bữa ăn hàng ngày đạm bạc của ông. 5-6 giờ á mới ăn 2 gói mì gói, rồi tối ra đó thủ 2 ổ bánh mì ngọt thì cầm đỡ đói thôi. Tối tới 1-2 giờ kia 2-3 giờ kia về ăn bữa cơm. Cơm sớm mang ra chống cộng dừa. Có bữa ăn cơm xíu, có bữa có tiền là trả vậy thôi. Quán cơm cộng dừa bên đây cộng chỗ quán cơm ba có chỗ cái tình đó. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn bác. Dạ dạ. Ông đã tiếp tục lao vào phố xá nhộn nhịp. Ông đi sâu vào bóng đêm héo hắt của Sài Gòn, chẳng màng về một tương lai vô định. Xin lỗi là không được chạy đường này mà ban đêm hả bác? Ban đêm được hả bác? Nhưng mà họ gặp họ bắt có phạt không? Ban đêm không phạt. Dạ ban ngày bác. Dạ ok bác. Cảm ơn bác. Dạ. Tôi không trách Sài Gòn, nhưng trách những ai có trách nhiệm với dân, với nước. Và đoạn phim này cũng nói lên điều đó.
người phụ nữ vá bánh xe trong đêm ở góc ngã tư đường Baxter Hàm Ni. Trong bóng tối, cuộc sống đơn độc thầm lặng của chị vẫn diễn ra hàng ngày. Người phụ nữ vừa vá bánh xe vừa tìm ánh sáng qua cây đèn pin chị kẹp vào giữa cổ. Thật lạ lùng, cuộc sống thật nghiệt ngã nhưng chị vẫn bất chấp. Cuộc mưu sinh của người nghèo trong bóng đêm thật đau lòng làm sao. Trời, cô làm theo nghề lâu chưa cô? Lâu rồi. Dạ, bao nhiêu năm rồi vậy cô? 20 năm rồi. 20 năm, hai mấy năm cô ngồi địa điểm này hả? Rồi. Trời ơi. Dạ, thưa cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô làm nghề này? 57 tuổi rồi. Dạ. 57. Dạ, tại sao mà cô lại không có con cháu rồi sao mà là phụ cô nghề này? Con là con sống à? Dạ, làm tự sống vậy hả cô? Dạ, thưa một ngày cô giá được bao nhiêu chiếc xe vậy cô? 5 giờ chiều giá tới 12 giờ đêm cũng chưa kịp nha. Rồi, 5 giờ chiều tới 12 giờ đêm. Dạ, dạ thưa cô, cho con đi hỏi cô học này này ở đâu mà tự nhiên cô giá xe hay vậy? Học. Trời ơi. Mình thấy cũng trước thôi chứ không học. Dạ, gia đình cô có mấy người? Mấy chị em à? Có mấy chị em à? Cô quê ở đâu vậy cô? Ở Dòng Luông á. Dòng Luông hả cô hả? Cô lên Sài Gòn cô làm ngày này luôn à? Dạ, đây là đó giờ, ở sống Sài Gòn từ đó giờ. Dạ, ở Sài Gòn từ xưa giờ. Dạ thưa cô, định hỏi cô cái nữa là cô làm như vậy thì cái thu nhập đỡ không cô? Hên xui bữa đắc bữa ế. Dạ bữa đắc bữa ế hả cô? Hên xui hả cô? Dạ cô, một lỗ này cô vá bao nhiêu tiền cô? 15-20. Dạ 15-20, dạ dạ. Đủ sống cô hả? Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm nha. Dạ. Bà Trần Thị Ngọc Anh, người phụ nữ vá xe đạp, dù đã là người Sài Gòn hơn nửa đời người, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám bà đến suốt một đời. Những đêm dài trên phố, bà vẫn ngóng trông, vẫn chờ đợi, vẫn kiếm từng miếng cơm manh áo. Cuộc sống của một người phụ nữ vá xe đạp trong bóng đêm Sài Gòn. Trên đường An Dương Vương, chúng tôi bắt gặp anh Tuấn, quê ở Hà Tây, cùng với chiếc xe ba bánh cọc cạch của anh. Người thanh niên quê tận đất Bắc tìm vào miền Nam kiếm sống. Với chút ít vốn liếng, anh ba kiếm sống qua vài con khô mực, khô cá cho dân nhậu trên lề đường. Anh đã thành thật. Bán được không anh? Dạ. Chấp anh. Dạ. Bán hế. Bán hế luôn anh. Anh bán bao nhiêu lâu rồi? 6 năm rồi. Dạ, 6 năm rồi hả? Ồ, anh là dân nhập cư ở... ngoài tỉnh. Hả? Ở ngoài miền Bắc vô. Ở ngoài miền Bắc vô. Dạ, 6 năm trời đi bán gì? Mà bán cũng khó khăn lắm hả? Một ngày mình thu nhập mình khoảng nhiêu anh? 150. 150 hả? Ồ, khó khăn quá hả? Anh tên gì vậy? Tuấn á. Tuấn à, Tuấn ở đâu, ở đâu vô? Hà Tây. Hà Tây à. Anh Tuấn bán mà mỗi đêm hay là bán nguyên ngày anh? Bán từ lúc 3 giờ chiều đến 2 giờ đêm. Từ chiều tới 2 giờ đêm. Wow, ok, cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Chúc sức khỏe anh nha. Dạ, cảm ơn anh. Gặp một người phụ nữ với chiếc xe đạp chở đầy các loại bánh khác nhau trên đoạn đường Lý Tự Trọng, Gia Long cũ. Người phụ nữ quê hương ở tận miền Trung, một mình vào đất Sài Gòn kiếm sống để nuôi cả gia đình. Chị đạp giống rủi mỗi ngày trên hàng chục cây số. Nghĩ đến gia đình nghèo khó khiến chị quên hẳn nỗi nhọc nhằn. Tôi là Tinh Lưu ở Bình Định. Chị ở Bình Định, chị vô Sài Gòn bao lâu rồi? Vô đây hơn 1 tháng rồi. Ở mới 1 tháng hả chị hả? Chị bán này nghề này lâu chưa? Mới thì mới có 2 năm à. 2 năm hả? Ở ngoài quê á. Dạ. Giờ làm ruộng nó mất mùa quá không có ăn. Dạ. Con này nó ăn học không có tiền đầy đủ mình. Dạ. Khổ quá thành. Rồi chị bán thu nhập mỗi ngày được nhiêu chị? Có ngày mình bán hết là kiếm cũng được 100 hay là hơn 100, như bữa nay dài là
còn tài gió đây là chắc là chưa đủ gió. Dạ. À, không có. Mỗi ngày khoảng kiếm được nhiêu chị? Có 100 vậy à. Chị có mấy cháu? Chị có mấy cháu? 4 cháu. Mà đứa lớn thì nó này nó được có chồng nó được nó cháu ngoại là còn ba đứa còn anh học, một đứa học xây dựng ở huyện Phú Yên á. Năm nay chị nhiêu tuổi? Năm nay chị nhiêu tuổi? 48 tuổi. 48 tuổi mà chị đi bán cực khổ vậy hả? Chị bán ngày mà mấy tiếng? Cô cha cứ 4 giờ sáng là mình dậy đi lấy hàng. Lấy hàng đó là xếp sang đi cho tới chừng nào mà bán hết là mới về. Dạ. 11 giờ cũng phải, 12 giờ cũng xem. Mà có lúc mà nó ế quá là cỡ cũng hơn 12 giờ mình lên về mình lấy có 4 giờ mình đi nữa. Dạ, mấy giờ chị mới về? Thì cỡ 12 giờ, hơn 12 giờ là lo về. Còn dạ. Hết thì cũng lo về. Trời ơi, nhà chị ở đâu lận? Ở thôn là thôn Anh Quốc, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định á. Dạ, chị qua đây chị thuê nhà ở hả? Vô đây thuê nhà ở quận với cả phòng núi á. Dạ. Bán gì cực quá, chị đạp một ngày bao nhiêu cây số chị biết không? Đúng rồi, cho cha thao cho không biết bao nhiêu cây hết. À, dạ, dạ. Từ quận nhất mà đi dắp dùm thế giới vậy, cho hết quận này tới quận kia thế giới cũng biết là bao nhiêu cây nữa. Dạ, dạ, mình rồi. Mình đi nẹt mỗi chân là mình nghỉ, rồi mình đi tiếp tục cứ vậy. Trong lúc mình đi mình cỡ đi chứ mình dạo bán là mình cứ mình giết bộ vậy, mình dạo dạ. Vô trong hẻm, trong đồ hay là vô trong từng nhà vậy, mình dạo mình tâm rau mình bán vậy. Rồi ăn uống thì sao chị? Ăn uống thì mình cứ mình gặp đâu mình ăn đó. Trời ơi. Sáng thì mình làm mình ăn ô bánh mì, thì trưa dạ. Mình ăn dĩa cơm, mình ăn tiện tiện rồi nấu ăn 20-30 ngàn dĩa, mình ăn nấu nó bán 10 ngàn thôi, nó bán 10 ngàn là chẳng hạn dĩa rau hay là cái gì to gì đó mình ăn tiện tiện vậy chắc có đâu ăn nhiều. Dạ. Ừ, tối lại mình làm hô tiêu cỏ 10 ngàn vậy là xem qua ngày. Dạ. Là một người lao động nhập cư thì chị cảm thấy cuộc sống có khó khăn như vậy, là chị có hy vọng gì ở tương lai không? Cho cha bây giờ tiền bạc thì mình làm không có, mua bán thôi nó cũng vất vả, mình cũng hy vọng mà giờ mình có biết cái công chuyện này đâu có hy vọng, thì mình cũng cứ lên đầu bán này vất vả hàng ngày giải kiếm được bao nhiêu kiếm chứ mình đâu có cái nghề gì khác hơn đâu có hay vậy. Dạ. Chứ mình cũng muốn cũng cái công chuyện ổn định mình làm cho nó ra tiền. Rồi các cháu ăn học tốt không chị? Thì tình giữa đó đây nó học bên xây dựng cầu đường nó thứ ba đầu, còn hai đứa nhỏ thì phải đang học cấp 2. Dạ. Ở quê. Chị nhờ sai các cháu nhớ không? Thì nhớ nhớ cũng phải chịu thôi chứ. Dạ dạ. Làm sao? Dạ. Rồi. Bán cực khổ mình cũng nhớ con nhớ cháu mà giờ nhớ nhớ cũng phải chịu chứ dạ, làm dạ. Sao được. Dạ dạ. Cho quá nên mình ở gần mình có tiền có bạc mà mình ở nhà gần giữ với con hay là gần giữ với cháu mà giờ cũng bị đồng bạc nó có. Dạ. Dạ. Mình cũng phải bưng trái kiếm về nuôi con chứ giờ mình ở nhà gần con gần cháu. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe nha. Chúc dạ. Chị muốn bán thành công. Dạ cảm ơn chị. Còn biết bao nhiêu cuộc sống cơ cực của người dân đen trong bóng đêm Sài Gòn mà chúng tôi không còn đủ thời gian để đưa lên bộ phim phóng sự ngắn ngủi này. Nhưng chỉ mong được một nỗi chia sẻ, một chút ít tình người đồng cảm về mặt trái của một quê hương, một Sài Gòn nơi mà tôi hằng yêu mến. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.